chú anh chị và các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay thì Thanh đang có mặt trong tiệm thiền viện Trúc Lâm của thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 2 âm lịch, thì thiền viện Trúc Lâm có làm lễ phóng sinh cho cá các bạn. Thì bây giờ các Phật tử cũng đến đây cũng rất đông đủ. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị và các bạn đến đây để cùng Thanh xem liễn lễ như thế nào. Là bây giờ trong cái thiền viện Trúc Lâm, chỗ này là nơi diễn ra cái lễ hội làm lễ tụng kinh phóng sanh cho những con cá trở về với dòng nước nơi sinh ra các bạn. Thì bây giờ chiều nay thì bà con Phật tử ở thành phố Sóc Trăng đã hội về nơi đây và chuẩn bị ngồi vào chỗ để nghe sư thầy kinh niệm Phật đó các bạn, để phóng sanh những con cá được về với dòng nước nơi mà cá sinh ra. Đây là những Phật tử của thành phố Sóc Trăng đang vào chỗ ngồi lại Phật bào Quan Âm ngay chỗ nơi làm lễ các bạn. Hôm nay thì sư thầy bắt đầu đến để chuẩn bị đọc kinh để làm lễ. Đây là những cái thùng cá là chuẩn bị phóng sanh đó các bạn, là những con cá chê ở nơi đây được vào 10 thùng. Bây giờ mình đang xem làm lễ ở nơi đây. Những phi này là đựng cá chê đó các bạn. Thì một chút xíu thì nước lớn ở mé sông phía trước mặt của ngôi thiền viện của dòng sông ở cầu đen chảy vào, thì ở nơi đây bắt đầu sẽ rình ra ngoài đó để mà phóng sanh những con cá ở trong cái. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the search. Tối nay làm hai cái buổi lễ đó các bạn. Một cái buổi lễ này là đọc kinh niệm Phật và phóng sanh cho cá về với dòng nước tự nhiên với những chú cá nơi chú cá sinh ra. Và bên trong bên kia thì làm lễ giống như cái khắc thực các bạn. Thì một chút xíu mình chia sẻ các bạn một cái lễ này xong, thì các bạn nhớ đón xem cái tiếp cái video kế tiếp là lễ giống như khắc thực mà mình không có giờ gánh cái này. Để coi chút xíu mình theo dõi mình hỏi. Đây bây giờ sư thầy đang niệm Phật các bạn ơi. Trong này sư thầy cũng đang chuẩn bị cho cái lễ bên trong luôn các bạn. Thì một chút cái lễ bên ngoài xong, sau khi mà hoàn tất cái vụ phóng sanh cho cá về với nơi dòng nước của nơi cá sinh ra, thì bắt đầu tiếp tục đi vào bên trong bên này. Thì nơi đây sẽ cúng giống như là cúng cho những cái cô hồn đó các bạn. Thì có bánh kẹo, trái cây hay là quất phân lan nhân dân cũng rất là nhiều. Thank you.
giờ này bắt đầu tối rồi các bạn, giờ này bắt đầu 6 giờ ngoài tối, bắt đầu ánh hoàng hôn đã chìm xuống thì nước bắt đầu đã lớn. Ở phía bên trong này thì cũng có sư thầy đọc kinh niệm Phật đó các bạn, để tiếp làm lễ ở dưới bên ngoài. Để mình đi vào bên trong này để chia sẻ cho các bạn thấy cái phong cảnh một chút. Sau khi mà phóng xong cá xong thì tiếp tục đi vào ở nơi đây để làm cái lễ thứ hai, là giống như lễ khất thực vậy các bạn. Thì bà con mình tối nay sẽ tập trung về ở thiền viện Trúc Lâm. Và sáng ngày mai là ngày 19 tháng 2 âm lịch, ngày 31 tháng 3 dương lịch đó các bạn. Thì tại thiền viện Trúc Lâm cũng tiếp tục diễn ra những cái lễ ở nơi đây, kêu bằng lễ an vị đó các bạn. Bây giờ hiện bây giờ thì bên ngoài có một cái đoàn dẫn siêu dẫn đồ dông vô các bạn. Đây bây giờ các bạn đang thấy ta đang vô các bạn ơi. Thì những người này thì người ta cũng đến đây để mà cúng, để cầu siêu cầu an cho những người quá cố và thả những chú cá về với dòng nước. Thì hôm nay ở đây thì tổ chức như là như vậy thì là cũng như giải thoát cho những chú cá các bạn. Đây, cái đoàn này bắt đầu đi vô các bạn ơi. Đây là những cái gian hàng để những cái loại thức ăn hay là bánh bò hay là trái cây đồ để cho các Phật tử và du khách đến để mà viếng thiền viện để mình ăn đó các bạn. Cái này là ăn miễn phí các bạn. Còn đây là cái hồ cá ngay chỗ tượng dưới chân bà Quan Âm các bạn. Đây là những chú cá coi rất là đẹp. Nó đang bơi lội trong nơi đây các bạn. Các bạn nhìn thấy cái khung cảnh ở thiền viện Trúc Lâm vào chiều buổi chiều thì rất là đẹp. We'll be right back.
bây giờ hiện giờ gặp tử đi vô rất là đông luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ Thanh cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Và hẹn gặp lại cô chú, anh chị trong những video kế tiếp của mình. Xin bye bye và hẹn gặp lại.